Kính thưa quý vị, tin từ Los Angeles, con trai tuổi thiếu niên của ngôi sao nhạc pop quá cố Michael Jackson đã được ký hợp đồng làm việc là một phóng viên cho chương trình truyền hình Entertainment Tonight, đi theo bước chân trong gia đình nghệ sĩ của cậu. Prince Jackson, 16 tuổi, đã ra mắt trên show truyền hình Entertainment Tonight trong một cuộc phỏng vấn với các tài tử James Franco, Zach Braff và đạo diễn Sam Raimi khi họ quảng bá cho bộ phim sắp tới Oz the Great and Powerful. Prince, người được sinh ra với tên Michael Joseph Jackson Jr., là con trai lớn nhất trong số 3 người con của Michael Jackson. Jackson nói với chương trình tin tức giải trí rằng anh muốn sau này trở thành một nhà sản xuất, đạo diễn, soạn thảo và diễn viên. Em gái của Jackson là Paris, 14 tuổi, đã ký hợp đồng vào năm 2011 xuất hiện trong một bộ phim gọi là London's Bridge and the Three Keys, viết dựa trên một cuốn tiểu thuyết thần thoại cho giới trẻ. Phim này đang trong vòng phát triển. Michael Jackson qua đời bất ngờ tại nhà ở Los Angeles vào tháng 6 2009 ở tuổi 50 sau khi dùng đến phân lượng quá mạnh của thuốc mê propofol và thuốc an thần.